cái nguồn gốc ma túy là gốc số ma túy và cơ quan công an đang thu giữ rồi. 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 Sử dụng ma túy thì năm nào? Còn đuôi dưới không? Là nó dưới hai sáu. Còn dưới là đi tiếp, dưới hồi trường thì nghe. Ủa chứ mày bán cường không? Chứ biết cường không? Mày nói số cường nhắn về cho anh gái nha. Sao có mấy bên, có mấy tiền lẻ hả? Số cường á, có cái số. Nhắn nè. Có gì hả? Chào. Ba tiền lẻ. Cái vụ về vụ câu là không có biên đi từ vụ đó. Tại sao xếp rồi? Cái biên bản không có là ký lợi cầm sao xếp? Tối cánh xe tay dài.